Còn về tình hình thời tiết thì hôm nay Bắc Bộ sẽ tiếp tục nắng hanh, độ ẩm thấp. Thông tin dự báo chi tiết cùng với những tư vấn chăm sóc da sẽ kết thúc 5 phút hôm nay. Kính chào tạm biệt quý vị. Trưa chiều nay, độ ẩm thấp nhất tại thủ đô Hà Nội và các nơi khác ở Bắc Bộ phổ biến đều dưới 50%. Trong tiết trời nắng hanh, độ ẩm thấp khiến da của chúng ta rất khô, thậm chí là nứt nẻ gây khó chịu. Và để hạn chế tình trạng này, quý vị nên rửa mặt bằng nước mát, không nên sử dụng các loại sữa rửa mặt có tính tẩy dầu mạnh, nên sử dụng các loại mặt nạ có tác dụng cung cấp độ ẩm cho da.